vào vai hot girl dùng clip nóng tống tiền qua mạng. Tiếp tay trùng buôn lậu 10 tường, cựu sĩ quan công an lĩnh 8 năm tù. Cháy đan chạy trong đêm, hàng trăm công nhân tháo chạy, một người tử vong. Đêm không ngủ vì nghe tiếng sạt lở, đất đá và cây tuột xuống sông. Thời tiết hôm nay 27 tháng 10, Bắc Bộ trời nắng, Nam Bộ mưa rông về chiều. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào vai hot girl để nhắn tin làm quen với một người đàn ông qua mạng, một đối tượng ở Bắc Giang đã dùng chính những clip nhạy cảm nhận từ người đàn ông này để quay lại đe dọa tống tiền. Mới đây, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1997, trú tại thôn Mai Thượng, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Khoảng tháng 7 năm 2023, Nguyễn Văn Huy sử dụng tài khoản Facebook Thúy Mun với ảnh đại diện là hình cô gái trẻ, xinh đẹp, rồi kết bạn với anh S để làm quen tán tỉnh. Quá trình nhắn tin, Huy đề nghị anh S gửi những hình ảnh nhạy cảm hoặc gọi video. Sau đó, Huy dùng chính những hình ảnh video nhạy cảm của anh S dọa đăng lên mạng xã hội để đe dọa tống tiền. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, Huy đã ép anh S chuyển cho mình số tiền 3 triệu đồng vào tài khoản không chính chủ đồng thời buộc anh S phải mua cho mình một chiếc điện thoại di động iPhone 7. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án của chùm buôn lậu 10 tường, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, một cựu sĩ quan công an tỉnh An Giang bị tòa án tuyên phạt 8 năm tù vì đã tiếp tay cho chùm buôn lậu này phạm tội. Theo đó, chiều ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nguyên trạm trưởng trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu 8 năm tù cùng tội buôn lậu. Hai bị cáo Mai Văn Đẹp, sinh năm 1956, ngụ huyện An Phú tỉnh An Giang và Tống Trường Giang, sinh năm 1983, ngụ huyện An Phú tỉnh An Giang bị tuyên phạt cùng mức án 7 năm tù. Cùng với tội danh này, nhưng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh được biết đến dưới danh xưng trùng buôn lậu 10 tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú tỉnh An Giang chịu mức án 13 năm tù. Được biết, Tổng hợp hình phạt của ba bản án trước đó của tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị cáo hạnh phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Đồng thời, hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung bị cáo hạnh 100 triệu đồng, bị cáo võ 50 triệu đồng sung vào công quỹ nhà nước, tuyên buộc bị cáo hạnh giao nộp 1,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính sung công quỹ nhà nước. Được biết, cả bốn bị cáo trên liên quan đến vụ án buôn lậu 80 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam xảy ra vào năm 2012. Liên quan vụ việc, Hạnh chỉ đạo người làm thuê chuyển cho võ 379 triệu đồng từ nguồn tiền bán đường cát. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, sang minh để xử lý sau. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Mới đây lúc 12 giờ đêm ngày 27 tháng 10, tại khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, xảy ra vụ hỏa hoạn bất ngờ. Hàng trăm công nhân đang ngủ vội vã bật dậy, tháo chạy khỏi hiện trường. Một công nhân không may mắc kẹt trong đám cháy đã tử vong. Thời điểm trên, trong lúc hàng trăm công nhân đang ngủ, khi đàn trại bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Đây là các công nhân xây dựng phục vụ thi công mở rộng khu công nghiệp Quang Châu. Ngọn lửa sau đó lan rộng, không thể kiểm soát, có nhiều tiếng nổ lớn. Trước vụ việc bất ngờ, hàng trăm công nhân đã bật dậy, tháo chạy khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ dập lửa, khắc phục hậu quả vụ việc. Theo thông tin ban đầu, có một công nhân không may mắc kẹt trong đám cháy tử vong. Công an tỉnh Bắc Giang đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Bạch Tiến Đê, 31 tuổi, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, về lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Đây là tài xế xe vượt ẩu trên đèo Mimosa bị camera hành trình ghi lại. Theo đó, khoảng 10 giờ 36 phút ngày 11 tháng 10 năm 2023, tài xế D điều khiển xe tải biển kiểm soát 50H164XX, chở hàng lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Bảo Lộc Đà Lạt. Khi đi qua km 232 600 quốc lộ 20 thuộc địa phận đèo Mimosa, đã có hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, dân may không có tai nạn đáng tiếc xảy ra. Sự việc đã được camera hành trình của một phương tiện đi sau ghi lại và gửi cho lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, Tài xế D thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế D ký cam kết không tái phạm. Với lỗi vi phạm trên, tài xế D sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng về lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt tiền, tài xế còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông công an quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ cho biết, khoảng 19 giờ ngày 24 tháng 10, tổ công tác kịp thời ngăn chặn một trường hợp tài xế điều khiển phương tiện chở khách trong tình trạng dương tính với ma túy. Theo đó vào khoảng thời gian trên, tại góc đường Trần Văn Khéo và Ung Văn Khiêm, tổ công tác của cảnh sát giao thông công an quận Ninh Kiều đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe ô tô khách 46 chỗ mang biển kiểm soát 51B 24439 do Nguyễn Thành Phòng Nhã, sinh năm 1993 chú phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh điều khiển. Lúc này, trên xe không chở theo hành khách. Thầy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã mời lái xe nhã về trụ sở công an phường Cái Khế tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Quả tên nhanh, tài xế cho kết quả dương tính với ma túy. Căn cứ theo khoản 10, khoản 11, điều 5, nghị định 100 2019 NDCP được sửa đổi bởi điểm C, khoản 34, điều 2, nghị định 123 2021 NDCP quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chân ma túy. Hình thức xử phạt bổ sung là tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Thưa quý vị, những ngày qua tại các tỉnh miền Trung, mưa lớn liên tiếp dẫn đến ngập lụt và sạt lở, gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Mới đây tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, sau khi tiếng nổ lớn phát ra trong đêm, sạt lở khiến hàng trăm khối đất và các loại cây ăn quả, cây cổ thụ của người dân trôi xuống sông Hiếu. Sau các đợt mưa lớn vừa diễn ra, tình trạng sạt lở bờ sông Hiếu đoàn qua địa bàn huyện Cam Lồ lại nghiêm trọng thêm, khiến người dân sống trong bếp an lo lắng. Nghe sạc âm 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 rửa bơ rất chắc, đêm năm ngủ đấy. Mà tín sơn sạc bố thêm nữa là bơ, thì thằng có là nói mà lặng mà nghe mà hiền sạc lại trai sáng bên nhà họ. Ngoài diện tích đất của gia đình bà Lương, bờ sông Hiếu đoàn qua xã Cam Hiếu, Cam Thủy và Cam Tuyền huyện Cam Lồ bị sạt lở nhiều đoàn với tổng chiều dài khoảng 1,2 km. Để hạn chế tình trạng sạt lở, người dân đã chủ động sử dụng các bao cát, dừng hệ thống kè tạm bằng tre. Lệnh đạo địa phương đã đi kiểm tra, tuy nhiên bao giờ có phương án khắc phục vẫn chưa rõ. Vừa qua, một người dân ở Thừa Thiên Huế đã đến lực lượng kiểm lâm giao nộp cá thể rùa quý hiếm, có trọng lượng gần 1 kg. Theo đó, nhận được tin báo của bà Lê Thị Bích Thủy, thường trú tại tổ 3, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, có nguyện vọng giao nộp động vật hoang dã để thả về môi trường rừng tự nhiên. Hạt kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã đến và tiếp nhận một cá thể rùa hộp chán vàng miền Trung. Được biết, cá thể rùa này có tên khoa học là Quora poreti, có trọng lượng 0,8 kg, tình trạng sức khỏe bình thường, thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 1B, quy định tại nghị định số 84 2021 NDCP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06-2019 NDCP ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Sau khi tiếp nhận, Hạ Kiểm Lâm Thị xã Hương Thủy tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật để thả cá thể rùa hộp chắn vàng miền Trung nói trên về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất. Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã để thả vào môi trường tự nhiên nêu trên đã thể hiện được ý thức cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã, có phần quan trọng trong việc bảo tồn loài và bảo tồn đa dạng sinh học. Kết thúc chương trình là tin tức về thời tiết hôm nay. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hôm nay ngày 27 tháng 10, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối mưa rào, rông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to. Dự báo thời tiết cụ thể các vùng ngày 27 tháng 10. Hà Nội, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube Báo Lao Động. Xin kính chào và hẹn gặp lại!